tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977, tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được rằng người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên. Chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 2 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt ngay trong video của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục. Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuổi Thân. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 2 năm 2021, tức ngày 9 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lự Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 2 năm 2021, tức ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu
họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 trong tháng 2 âm lịch. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo luôn tìm kiếm những cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập được những vị trí vững chắc khi có ai đó kịp ngăn cản. Theo kinh phong thủy Gia Cát, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành các bậc trí giả, nhà kinh doanh, đây là mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu và nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe tin người khác bởi bản tính đa nghi của tuổi Tỵ. Đó cũng là những người rất tài. Họ cũng là người rất là hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Vào tháng 2 âm lịch, năm Tân Sửu 2021, tuổi Đinh Tỵ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Đinh Tỵ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tân âm kim gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp và cãi vã không cần thiết với bạn đời, thậm chí có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai cùng hiểu nhau hơn. Bước sang tháng 2 âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, những gia chủ Đinh Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đây cũng đồng thời là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng, chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ. Bước sang tháng 2 âm lịch, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó nhưng không được mạo hiểm. Bạn cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước, không đầu tư mù quáng, liều lĩnh. Chắc chắn bạn sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc trong tháng này. Tuy nhiên bạn cần chú ý, tháng này có một người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn. Cho nên cần cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải những vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy. Minh quang pháp bảo, vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc, tất cả đều nhờ bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến với sự nghiệp. Nếu bạn đầu tư thành công, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều, cùng với đó là các khoản thu lớn ở on, bạn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Ngoài ra, những người cần làm công ăn lương, lương tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính, khiến bạn có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí tiêu pha, quá đà dẫn đến túng thiếu. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức,
từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ, tháng này thật sự không khởi sắc. Những người đang độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Dù bạn là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, tuy vậy bạn cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là nhân duyên chưa tới mà thôi. Còn với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề là bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh, tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hỗ trợ, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe, trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ khá tốt. Tuy nhiên do bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt, bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục hoàn thành các mục tiêu. Ngoài ra cần chăm sóc cơ thể, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Trong thời điểm này, bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định. Những gia chủ tuổi Đinh Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng tư âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!